cái biểu hiện của con bé này với cái câu vậy hả của con này là em thấy em lo cho ngày hôm nay của em rồi. Trời ơi trời, những con người ngây thơ. Nghĩa là anh ấy là ca sĩ thật. Giống Thợ Mộc mà anh. Nó bánh cái em anh ơi. Em tưởng con gái. Và lên lúc hát xong thì Hưng nói em tưởng lại tưởng con trai là hóa ra là con trai. Nhưng mà đây là thực ra con gái giọng đàn ông. Dạ hóa ra con gái giọng đàn ông à. Tin, vẫn tin. Nó vẫn tin. Trời ơi vẫn tin. Em có lạnh hồn. Làm gì có con gái giọng đàn ông. Này bây giờ là đôi giày đinh hay là đôi guốc. Thôi em không nói nữa, em nói ngu lắm. Thôi em không nói nữa, em nói ngu lắm. Nó vẫn nghĩ là em ngoài lề anh ạ. Em không tin ngoài lề. Quốc Anh. Dạ. Em đã hiểu anh chưa? Dạ em hiểu chị hơn. Trời ơi Thành ơi, bữa nay anh thấy em cô đơn lắm luôn á nha Thành. Nha. Cô đơn riêng mình em ở đây đó. Cô đánh giá rất cao Minh Triệu nha. Lời khen của tôi không hề rút lại nha. Em không những đẹp mà đẹp thông minh. Cuối cùng cái niệm I like you baby. Cuối cùng cái niệm là sao? Là chưa biết, là chưa biết. Là chưa biết. Anh rút lại nhẹ lời nói vừa rồi nha. Anh rút lại liền lời nói vừa rồi. Khoan. Cảm ơn các Việt, cảm ơn các Việt. Mời em về chỗ, mời em về chỗ ngay. Anh biết rằng em đã bấn loạn lắm rồi. Em muốn phát biểu. Anh có sao không? Có sao không em? Em ổn mà không? Em ổn đúng không? Thực sự thì đúng là những người đàn ông mà nam tính như em, anh Tài thực sự không có kinh nghiệm trong việc phân biệt này. Mời em về chỗ. Không có trách được, tại vì nếu mà ai mà lần đầu tiên mà gặp Kiên là nghĩ là con gái thiệt là đúng thiệt. Cho em nói được không? Nói em nói dạ. Đi. Anh biết sao không? Lần em không, trên đời này không có người con gái nào có giọng nói đàn ông như em đâu. Anh Thành cũng nói luôn, anh Thành nói nếu mà em có động phòng á thì em hãy im luôn từ đầu cuối đi. Chứ em mà nói chuyện ra một cái là nó chạy mất dép luôn á. Không biết sao nó đàn ông vậy đó. Em rất là đẹp. Đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Ủa đi cuối cùng em là con gái, con trai. Con gái. Giọng đàn ông thôi. À đây đây thôi, ôi trời ơi. Bất tin kìa. Ôi trời ơi, bây giờ này chưa biết à. Thế như nào? Hạch nào? Đây này, con lạy tổ. Trời ơi, Viên ơi là Viên. Tôi thề bạn. Eo ơi, giờ này đây, mà còn chưa biết. Giờ này bạn chưa biết. Em tưởng con gái. Và lên lúc hát xong thì Hưng nói em tưởng lại tưởng con trai là hóa ra là con trai. Nhưng mà đây là thực ra con gái giọng đàn ông. Dạ hóa ra con gái giọng đàn ông à. Vẫn tin. Vẫn tin. Nó vẫn tin. Trời ơi vẫn tin. Em có lạnh hồn. Làm gì có con gái giọng đàn ông. Này bây giờ là đôi giày đinh hay là đôi guốc. Thôi em không nói nữa, em nói ngu lắm. Thôi em không nói nữa, em nói ngu lắm. Ai gì cũng phải để cho bên đây nói trước. Để bên đây hai nhân vật mới tin, lần đầu đến với chương trình em nắm là... được cái tinh thần. Em lên đường em wow lắm á. Sao Quốc Anh, em thấy bạn này thế nào? Em nóng quá em quên rồi, nói. Dạ em thấy bên kia phân tích không đúng đi nào. Em thấy không đúng. Sao lại không đúng em? Chứ sao mới đúng? Tại thấy anh ấy làm mộc chứ làm ca sĩ đâu. Nhiều khi quạo người ta quạo trong công việc, đâu phải quạo trong nghề hát đâu. Ừ, thằng nhỏ nó vẫn tưởng thằng này làm thợ mộc thiệt anh ơi. Thiệt hả? Thôi, thằng ơi, thằng. Khi em vừa nói câu đó xong, anh thấy mặt bé La Hương. Ngơ ngác. Vậy là sao? Bé ngơ ngác. Cái biểu hiện của con bé này với cái câu vậy hả của con này là em thấy em lo cho ngày hôm nay của em rồi. Trời ơi trời, những con người ngây thơ. Nghĩa là anh ấy là ca sĩ thật. Trước khi mình đi đâu nhá là mình phải tìm hiểu, hiểu không? Dạ. Phải biết. Cứ như là người ta bảo rằng là đấy. Đường lên hôm mất nay, ký nhớ. Hôm nay đường nó vào đầu tao nhiều tao không nói được. Có nghĩa là nhập gia là tùy tục, em hiểu không? Dạ. Em bước vào trong gia đình này em phải hiểu đấy là bố trí nhiều cái cạm bẫy. Làm sao mà có thật gì ở đây? Thợ mộc gì mà mặt kiểu đấy? Mặt giống thợ mộc mà anh. Nó vẫn cái em anh ơi. Em hỏi dân chuyên môn đây. Sao em thấy sao? Em có giống, em có nghĩ giống Quốc Anh không? Giống chị ạ. Thợ mộc. Chắc cũng thợ mộc thật. Em bốc ráp cho mà anh vậy. Lo cho Thành của em ơi. Lo chóng mặt mà đồng đội chết rồi. Lan Hương, bây giờ mình bỏ cái yếu tố là công việc thợ mộc thật hay không đi nha. Thì em nghĩ rằng cái bạn này hát hay dở?
À, em nhìn trên cái màn hình ý, thì rõ ràng là cái bạn này không hát mà chỉ là đối thoại với cả cái người kia thôi. Và có thể là người kia lúc ý đập cái bàn này có vẻ là không đúng ý thì người ta sẽ quạo lại thôi. Nên là em cũng không thể đoán được là người này hát hay hay dở. Nhưng mà em cảm thấy đây là một người rất seriously, tức là một người rất là kiểu như là nghiêm túc ấy ạ. Thì em nghĩ là... Không em ạ, người nghiêm túc là em chứ không phải bạn này. Em hiểu không? Tất cả những cái gì em thấy nãy giờ là diễn xuất. Anh này là dân diễn kịch. Anh rất là hài hước. Nên cái mặt đây này cau có kiểu này là cau có đùa đấy. Hiểu chưa? Thế mà... chắc anh Thành có thông tin ngoài lề thôi, em nghe anh ý. Nó vẫn nghĩ là em ngoài lề anh ạ. À. Em thông tin ngoài lề. Quốc Anh. Dạ. Em đã hiểu anh chưa? Dạ em hiểu chị hơn. Trời ơi, Thành ơi, bữa nay anh thấy em cô đơn lắm luôn á nghe Thành. Nha. Cô đơn riêng mình em ở đây đó. Anh thấy anh may mắn chưa? Chứ sao? Khi anh gặp đúng được rồi, hai người bạn của Chi Giang và An Giang thấy không? Đúng cùng tên với anh luôn thấy không? Đó. Anh không cô đơn. Đúng rồi. Anh thấy kìa, mình nói thấy chưa? Tinh tinh ơi. Chào cấu rồi. Quán rồi anh ơi. Hai tay là bắt bướm bướm luôn rồi. Bắt bướm bướm luôn rồi. Anh thôi, anh không. Ở đâu quăng cho tôi hai bên dương long triệu hổ như trời. Thấy suy nghĩ như thế này. Anh nghe nha. Nghe đã nghe. Nha? Nghe chứ, nói là sáu đứa nghe chứ đâu phải một người nghe. Ừ. Bạn này có thể là làm dancer hay là một cái gì đó. Anh nhìn trong bảy người này đi. Tại sao người nào người ta cũng đứng một cái tư thế nó gọi là nó rất là thẳng thốn đúng không? À. Tại sao bạn đấy không khoanh tay đứng thẳng mà tại sao phải niễn như thế này để làm cái gì? Phải niễn á. Tôi thích cái động từ niễn. Tôi khoái cái động từ niễn. Phải niễn như này để làm gì ạ? À? Gây sự chú ý. Tạo nét. Tôi đánh giá rất cao Minh Triệu nha. Lời khen của tôi không hề rút lại nha. Em không những đẹp mà đẹp thông minh. Cuối cùng cái niễn. I like you baby. Cuối cùng cái niễn là sao? Là chưa biết, là chưa biết. Là chưa biết. Anh rút lại nhẹ lời nói vừa rồi nha. Anh rút lại liền lời nói vừa rồi. Hỏi số trước mà em xem nha. Là chương trình luôn có gợi ý phải là một tí xíu nào đó về cái giọng nói của cái người này đúng không? À. Cái này là không có một cái gợi ý về giọng hát. Ừ. Đó. Cho nên là bây giờ mà em khẳng định luôn á, em sợ em bị hố. Ừ. Mọi người phải nên hiểu. Vì sao cho không cho đứng cái thùng gì mà đứng thùng rác. Mà đứng cái thùng rác mà thùng rác tới đây thôi nha. Có những thùng rác tới đây tại sao không đứng? Tại sao? Thúi. Thôi. Bây giờ mình có cần phỏng vấn không? Có chứ. Phỏng vấn gì đó. Không anh. Không. Không luôn phải không? Phỏng vấn gì đó. Không có thủ tục chứ. Có thủ tục. Hấp 30 giây đó tôi ngồi tôi chơi chứ ai làm. Đó thì vẫn phải có thủ tục. 30 giây bắt đầu. Đó chơi đi. Hả? Ngồi chơi không hỏi. Tức là phải phỏng vấn đi. Tiểu Vàng đi hát nhiều chưa chị? Dạ rồi. Nhiều chưa ạ? Trên 10 lần chưa ạ? Dạ rồi. À, có biết gì ạ? Từ. Ca sĩ Trần Thành không ạ? Ai nào? Biết rồi, em khả lời. Câu hỏi thông minh gì hết. Có biết ca sĩ Trần Thành không? Có biết bài nào của mình không? Có biết bài nào của mình không? Dạ biết. Em mình quên rồi đúng không? Hết giờ. Bảy. Em có gì không? Bảy. Tự nhiên em có biết ca sĩ Trấn Thành không? Nãy giờ là hỏi chưa anh? Hỏi rồi đi. Có hai câu mà hết sức tào lao. Câu đầu tiên là có biết ca sĩ Trấn Thành không? Câu thứ hai là có biết bài nào của chị không? Bà tham gia chương trình thì phải học bài của bà chứ. 30 giây trôi qua quang ủ. Anh thấy không? Mấy người ca hay ở ngoài đời họ vậy đó. Nghe nè. Nghe kỹ sĩ nói nè. Theo như những gì mà em ngồi kế anh Giang nãy giờ, quan sát cái sắc thái của anh khi mà cái clip phát lên, em không nhìn clip mà em nhìn anh Giang. Mày điên rồi Phát. Không dòm cô ta mà dòm Giang chi. Tao phát clip mày nhìn anh Giang. Không phải. Tại vì anh Giang với anh Thành là hai người ngồi đây từ đầu mùa tới cuối mùa. Thì hãy lắng động một phút giây. Đó, có cái mặt nguy hiểm nè. Theo như cái góc nhìn em ở đây á, em chỉ thấy được một góc tư cái phần body của bạn ấy thôi. Cái bước chân chưa có chắc chắn lắm. Nhưng mà cái điều đó có ảnh hưởng gì tới giọng hát của người ta không? Em có vẫn nghĩ là bạn này hát hay. Có. Tại vì em không có thấy được cái phần diễn của bạn. Anh Nghĩa,
Anh có chắc chắn là anh đang hiểu nó nói cái gì không? Thưa quý vị, các chị, các bạn, thằng em của tôi á, nó đang làm cho mọi người vui thôi. Chứ thực sự tính cách, cốt cách của nó là vậy đó. Vui. Chị xã, anh không nói luôn đi, em đứng lên chị em nhâm nhục thêm cái. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Chúng ta đi tiếp bạn số 4. Đi về em chứ nghe. Đây. Hát coi làm tình đó nè. Phát, đây. Nói đi em. Mọi người tin em. Chỉ có bề trên mới giải quyết được câu chuyện này thôi. Rồi nói đi. Nếu như mà mọi người quan sát thì sẽ thấy cái khẩu hình miệng của bạn này. Cái khẩu hình là được rồi, em đừng có cái miệng nữa. Cái hình dạng miệng của bạn này. Ừ đó là vậy. Ừ. Hình dạng. Thì bạn nhép rất là giống như là những cái ca từ trong ca khúc đang thể hiện. Hết rồi phải không? Hết dạ. Ý rồi đúng em không? Em thì em quan sát thấy gì hết thôi. Hết ý rồi. Bây giờ cản anh lợi chúng ta quan tán đúng không ạ? Thôi mà. Thấy là nhép nhép theo đúng chữ thôi nhưng mà không biết là có hát hay không. Em nghe nghe theo Hà Linh với anh Giang. Giang nghĩ rằng không hay. Linh nghĩ không hay. Vậy là còn gì nói nữa. Phát. Em chung tội với họ mà chắc chắn em nghĩ hay rồi. Ngược lại đúng không? Không, em nghĩ là không hay. Bị... Ủa? Thành ơi Thành, em tán một cái không có đủ đâu. Anh, em không cản đâu, ba, qua đi. Thành. Hôm nay là ngày 9. Hôm nay là ngày 9. Thôi tôi bỏ qua, mất công không? Trúng nó qua tôi nữa. Tiếp theo nhé.